Mẹ bầu bị stress có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Chào các mẹ, trong video này, hãy giải trình cho các mẹ 5 tác hại của việc mẹ bị stress ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Thứ nhất là thai chậm phát triển và có những dấu hiệu bất thường gây sinh khó. Thứ hai, thai nhi sinh ra nhẹ cân, cơ thể không được khỏe mạnh, sức đề kháng thấp, tâm lý không được phát triển toàn diện. Thứ ba, trẻ sinh ra bị căng thẳng, mất ngủ và khó nuôi trong những tháng đầu tiên của cuộc đời. Thứ tư, trẻ sinh ra có thể bị rối loạn hành vi, nguy cơ mắc những chứng bệnh như là tự kỷ, tăng động, vân vân, do những tác động căng thẳng quá mức của người mẹ. Thứ năm, mẹ bị stress sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của thai nhi, khiến trẻ không thông minh hoặc có những biến chứng tâm lý về sau khi trưởng thành. Đây là những ảnh hưởng của stress khi mang thai. Những ảnh hưởng này gây hệ lụy khôn lường. Chính vì thế, khi mang thai, người phụ nữ cần luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để em bé được phát triển khỏe mạnh và thông minh. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh. Hãy lưu video và chia sẻ để nhiều bà bầu cùng khỏe nhé.